Kim Anh xin kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin hôm nay. Tin đầu tiên là tin từ Singapore. Hoa Kỳ và Singapore đang thảo luận chi tiết về kế hoạch đồn trú cho loại chiến hạm tàng hình thuộc loại mới nhất của Hoa Kỳ. Tuy gọi là tàu phòng vệ duyên hải, nhưng nó có tầm hoạt động lên tới 10.000 hải lý, tức 19.000 km với nhiều khả năng khác nhau. Sự hiện diện của chiếc USS Independence ở vùng biển Ấn Độ Dương sang Biển Đông là chỉ dấu cụ thể hóa những lời tuyên bố của Hoa Kỳ đặt ưu tiên đến Á Châu. Giới phân tích thời sự ở Trung Quốc cho rằng, việc chọn Singapore để đồn trú chiếc USS Independence là một việc chưa từng có từ trước tới giờ và không ngoài mục đích giám sát vùng Biển Đông. Chiến hạm tàng hình USS Independence mới được đưa vào hoạt động từ tháng Giêng 2010 sau khi rời xưởng đóng tàu ở Mobile, Alabama. Với khả năng ứng phó nhanh chóng và hữu hiệu, chiến hạm này có thể hoạt động ở các vùng nước nông dọc bờ biển. Trên tàu có sân bay và được trang bị hai máy bay trực thăng chiến đấu, một số máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát hay tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến. Trên tàu cũng có một đơn vị chiến xa và thủy quân lục chiến. Với tốc độ hơn 40 hải lý, đây là loại chiến hạm đa năng thuộc loại nhanh nhất của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay. Hạn hán ở tiểu bang Texas gây thiệt hại cho trồng trọt và chăn nuôi gia súc khoảng 5 tỷ 200 triệu đô la và đây là một con số kỷ lục. Phúc trình của tiểu bang Texas cho thấy, ngành chăn nuôi gia súc lỗ mất 2 tỷ 100 triệu và trồng trọt bị thiệt hại 3 tỷ 100 triệu tính đến ngày 1 tháng 8. Nhưng đến lúc thu hoạch, con số thiệt hại có thể sẽ cao hơn. Hạn hán ảnh hưởng hầu hết các tiểu bang miền Nam nước Mỹ trong năm nay. Nhưng tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở Texas, nơi dẫn đầu toàn quốc về sản xuất bông vải và gia súc. Texas là tiểu bang nông nghiệp lớn thứ nhì của Mỹ, chỉ sau California và kể từ năm 1998, hạn hán gây thiệt hại cho Texas đến 13 tỷ 100 triệu đô la. Tấm hình tân đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, ông Gary Lux, mang ba lô và tự đứng mua cà phê tại một phi trường, đã gây cảm kích cho người dân Trung Quốc, bởi họ vốn không quen thấy hình ảnh bình dị như thế nơi các viên chức cao cấp của mình. Ông Lux là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm đại sứ cho Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Ông còn là cựu thống đốc tiểu bang Washington. Một thương gia ở Bellevue, tiểu bang Washington chụp được tấm hình này vào hôm thứ Sáu khi thoạt trông thấy ông Clary lưng mang ba lô đứng trước quầy tiệm cà phê Starbucks của một phi trường. Thương gia này đưa hình ảnh chụp được lên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc và không ngờ bức hình này lại được phát tán đến 40.000 lần cùng với hàng ngàn lời bình phẩm. Một người nhận xét đáng thương cho nước Trung Quốc đã không sản sinh được một quan chức nào bình dân như thế. Theo Trung tâm Quốc gia về trẻ em nghèo khó, có 15 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ, chiếm 21% của tổng số toàn quốc, sống trong các gia đình có mức thu nhập dưới mức nghèo khó do liên bang quy định là 22.050 đô la mỗi năm đối với gia đình 4 người. Nhiều người cho rằng đúng ra một gia đình cần có mức thu nhập cao gấp đôi con số nói trên mới đủ để chi tiêu cho các nhu cầu căn bản. Như vậy, theo tiêu chuẩn này, 42% trẻ em hiện đang sống trong những gia đình có mức thu nhập thấp. Trẻ em từ gia đình có nguồn thu nhập thấp thường có môi trường sống thiếu ổn định và hay bị đổi trường hơn so với trẻ em thuộc gia đình sung túc. Kết quả là khi khôn lớn, chúng ít có cơ hội kiếm được việc làm. Theo nghiên cứu, mức nghèo khó tăng đều ở 38 tiểu bang. Sự gia tăng bắt nguồn từ tình trạng kinh tế suy thoái mà Nevada là tiểu bang nơi trẻ con bị chịu thua thiệt lớn lao nhất, do cha mẹ bị mất việc làm hoặc chỉ làm ít giờ. Nga vừa cho trình làng chiếc chiến đấu cơ tàng hình đời mới nhất là Sukhoi T-50 tại hội chợ hàng không Mars 2011 tổ chức gần thành phố Moscow. Tư lệnh không quân Nga, tướng Alexander Yarin cho hay loại phi cơ này dự trù sẽ đưa vào hoạt động năm 2014 hay 2015.
quân đội Nga cũng loan báo sẽ đưa vào sử dụng loại phi cơ MiG-35D được coi là tương đương với loại F-35 của Mỹ, vốn đang trong thời gian bay thử và gặp nhiều trở ngại. Cảnh sát London cho biết, người thứ 1.000 vừa bị truy tố trong cuộc bạo loạn xảy ra tại London, trong khi các nhóm bảo vệ nhân quyền bày tỏ sự lo ngại là các bản án được đưa quá nặng nề. Cảnh sát khắp nước Anh đã bắt giữ hơn 3.000 người trong các cuộc bạo loạn bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 ở London và kéo dài 4 đêm khắp thủ đô và lan ra các thành phố khác. Số người bị bắt quá nhiều và sự giận dữ của công chúng khiến tạo ra lo ngại rằng các thẩm phán có thể bị áp lực đưa ra những bản án quá nặng nề so với tội vi phạm. Phần lớn những người bị kết tội sẽ được đưa lên tòa cấp cao hơn để quyết định bản án, có thể là những án tù lâu năm. Có 2/3 những người bị truy tố không được tại ngoại hầu tra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin. Kim Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới. Chưa bao giờ, sự tìm kiếm thông tin các cơ sở thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ là dễ dàng như bây giờ. Tất cả thông tin, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website của 30.000 doanh nghiệp trên 25 thành phố, 6 tiểu bang đều được đưa về một vị trí. Một website 30.000 doanh nghiệp Việt.